Hello mọi người, lại là Vi đây. Người ta thường nói là học không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, mà chơi không học thì mất học lại. Cho nên là bây giờ tôi phải dỡ cuốn sách ra đi học rồi nè, gần thi cử tới nơi rồi. Cái bà láp này lâu lâu bà dỡ trứng lắm á nha. Tại vì ngồi học mỏi lưng quá cho nên bây giờ mình nằm học cho nó đỡ mỏi nè. Mà tôi nhìn cái nư tôi học á là tôi tự thấy chướng luôn á quý vị. Kiểu nhìn cái mặt nó cứ có vẻ là bị cọc cằn hay là không vừa lòng với thế giới này á. Nhưng mà thực ra là cái giao diện với lại cái cấu hình cái mặt của tôi á là nó đã bẩm sinh nó đã như vậy rồi. Chứ mà thực ra là tôi đang rất là bình thường, thậm chí là tôi đang vui vẻ luôn đó. Người ta nói là học hành thì như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn, học nhiều thì thi đậu. Mà nay là tôi kho gà chứ không có kho cá nha. Bữa trước lên Sài Gòn xong rồi tôi tranh thủ đi chợ thì có mua được mấy miếng má đùi gà. Giỡn thôi, tôi có mua được mấy cái miếng má đùi gà nhìn cũng ngon lắm á. Tới hồi đem ra sơ chế mới thấy là cái con gà này nè, nó hơi bị mập nha, mỡ nó hơi nhiều. Rửa xong thì chặt ra nhỏ nhỏ để lát kho cho nó thấm. Hên cái thâu thịt nó bay mà không có rớt thịt ra, chứ không là nhịn luôn. Nết chặt gà của tôi cũng giang hồ ghê á, như là kiểu hận ai lắm luôn. Xong rồi xả lên cột thịt gà. Cái này là giận cá chén thịt gà hả mọi người? Rồi mấy cái đứa mà mượn tiền tao hay là hả cà chớn với tao thì coi xong cái clip này là coi chừng nha. Có thấy tao chặt thịt gà không? Nói chứ tôi giỡn á, tôi hiền khô à. Rồi bây giờ tôi sẽ bầm tỏi để chút phi lên cho nó thơm nè. Lau chùi sạch sẽ thì tôi nấu mới thoải mái được á, chứ mà để tùm lum tùm la hết nhìn khó chịu lắm luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ ướp thịt bằm để lát tôi sẽ nấu canh nè. Xong rồi nấu nước sôi sẵn để lát nấu canh cho nó nhanh luôn. Trong lúc đợi chảo nóng thì tôi sẽ vớt cải ra cho ráo nước ha. Nay tôi sẽ nấu canh cải thịt bằm nha quý vị, quên giới thiệu nữa. Rồi chảo bắt đầu nóng thì mình sẽ chế dầu ăn vô, rồi xong rồi lắc cho nó đều. Rồi mình sẽ để tỏi vô phi lên cho nó vàng ha. Tỏi vàng rồi thì để gà vô, đảo tới đảo lui cho thịt gà nó săn lại. Xong rồi mình nêm nếm muối đường nước mắm, cho miếng nước lọc vô nữa. Chút thôi nha. Nè mọi người, coi cái miếng gà này nè, nó mập, ấy lộn, nó nhiều mỡ dữ thần chưa mọi người. Rồi tôi sẽ để miếng tiêu cho nó thơm nha. Rồi tôi đậy nắp lại đợi cho nó hơi cạn cạn nước chút xíu rồi nhấc cái nồi xuống là được. Rồi bây giờ thì bắt nồi cơm thôi, chứ để hồi là nấu đồ ăn xong không có cơm là nhịn luôn. Dỡ cái nắp ra nhìn mấy miếng gà săn lại nhìn ngon ghê luôn á quý vị. Bây giờ cơm chín gà cũng chín luôn thì tới lượt mình nấu canh nha. Cũng cho miếng dầu vô cho nó nóng rồi để lát phi tỏi với thịt bằm nè.
Xong rồi mình sẽ chế nước sôi vô. Ủa sao cái bà nồi này bà rung lắc dữ vậy ta? Bà im coi để tôi để cải vô coi. Xong rồi thì mình nêm nếm bình thường thôi, ai ăn sao thì nêm vậy. Rồi trong lúc đợi nồi canh nó chín thì mình giải lao giữa hiệp ha. Đi ra ban công hít thở khí trời chút xíu nè. Mấy đứa nhỏ ở xóm này dễ thương lắm á quý vị. Chiều nào tụi nó cũng ra đây chơi hết trơn á. Tôi thích sớm tôi cái là người ta yêu cây cỏ hoa lá đồ á. Nhà nào cũng trồng hoa hết trơn á, nhìn mát con mắt dễ sợ. Rồi đánh rỗi thì selfie dài tấm để dành mốt up lên mạng sống ảo. Ok, mọi thứ đã xong, giờ dọn cơm ra nè. Trời ơi quý vị, có biết là tôi quên cái gì không? Quên mua cái giá bút canh. Trời ơi, giờ là phải cầm cái muỗng tát như tát nước đầu đình vậy nè. Để coi tát mấy muỗng thì đầy tô nha. Rồi bây giờ đem ra bàn thôi, nhìn quá hấp dẫn luôn. Ok, clip tôi nấu ăn hôm nay cũng hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye.